Vào tối 16 tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân của Philippines. Trang báo Sportmo của Anh cũng đăng bài nhận định khá dài về trận đấu này, với quan điểm nghiêng về một chiến thắng cho thầy trò ông Chusier. Theo đánh giá của Sportmo ở phần mở đầu, tuyển Philippines có sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Michael Vai. Với phong độ ấn tượng, đội chủ nhà có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Phải đến năm 1998, Philippines mới thử sức ở vòng loại World Cup và phải đến năm 2014, đội tuyển xếp hạng 138 thế giới mới giành trận thắng đầu tiên ở vòng sơ loại. Tuy nhiên, Philippines đã cho thấy sự tiến bộ sau giai đoạn không thắng được trận nào trong chuỗi 9 trận ở vòng loại từ năm 1998 đến 2002. Họ giành được 11 điểm, một kỷ lục của bóng đá Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Syria. Kể từ khi được ông Michael Vai dẫn dắt hồi tháng 6 vừa qua, tuyển Philippines đã có được một loạt kết quả tích cực, chỉ thua 2 trong 6 trận giao hữu gần nhất. Trước đó tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Philippines đã bất bại 3 trận cuối cùng trên sân nhà. Điều này giúp đoàn quân của Michael Vai có động lực khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông Michael Vai, tuyển Philippines vẫn đang có sự tiến bộ. Hãng truyền thông xứ sương mù cũng đề cập tới phong độ của tuyển Việt Nam. Với tuyển Việt Nam, họ có thể tự hào khi xếp cao hơn Philippines 44 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhờ một phần không nhỏ vào việc về đích với vị trí Á quân sau Thái Lan AFF Cup 2022. Từ tháng 6 đến tháng 10 vừa qua, tuyển Việt Nam giành 3 chiến thắng liên tiếp trong khuôn khổ giao hữu trước Hồng Kông, Syria và Palestine mà không để thủng lưới. Tuy nhiên sau đó, những chiến binh sao vàng đã thất bại trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, thủng lưới 10 lần mà không ghi được bàn. Cho đến nay, thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam ở các chiến dịch vòng loại World Cup vẫn là lọt vào vòng loại thứ 3 ở giải đấu năm 2022. Trong phần tiếp theo, trang báo nước Anh nhắc tới yếu tố lực lượng, cho rằng thủ quân Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sẽ là những nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất bên phía những chiến binh sao vàng. Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều đang thi đấu ở giải quốc nội, nhưng ông Chusier đã mất hậu vệ giàu kinh nghiệm Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương. Trung vệ Quế Ngọc Hải là nhân tố đáng chú ý. Anh chỉ cần thêm 9 lần khoác áo đội tuyển nữa để trở thành cầu thủ nam có số lần ra sân nhiều nhất mọi thời đại của chiến binh sao vàng. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh có thể trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba cho tuyển Việt Nam với bàn thắng thứ 19 vào thứ năm tuần này, mặc dù kỷ lục 51 bàn của Lê Công Vinh vẫn là khó vượt qua. Hãng truyền thông nước Anh dự đoán tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Philippines. Đến phần dự đoán kết quả, Sportmo dự đoán một chiến thắng sát nút sẽ nghiêng về phía tuyển Việt Nam. Mặc dù những kết quả gần đây nhất của tuyển Việt Nam thoạt nhìn thì có vẻ đáng báo động, nhưng phải nhìn lại vào những đối thủ mà họ chạm trán. Những chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể tự tin vào đẳng cấp nhỉnh hơn so với chủ nhà Philippines. Chúng tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ ghi được một bàn, giành chiến thắng và bắt đầu chiến dịch vòng loại của mình một cách suôn sẻ. Chúng tôi dự đoán tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.